Dạ, cô Lê Nguyễn, mến chào quý bà con và các bạn xem kênh. Thì hôm nay cô đến nhà vườn của Ngọc Huyền giao lưu những cái mặt hàng hoa kiểng nha bà con, như hoa giấy và tất cả các loại kiểng lá và một số cây ăn trái và chơi kiểng luôn nha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu chi tiết với Ngọc Huyền ạ. Em chào anh Liêm và em chào quý anh chị cô chú. Và hôm nay em lên một số mẫu hoa giấy và một số mẫu kiển lá bên vườn nhà em. Rất mong sự ủng hộ của anh chị. Và hôm nay mẫu đầu tiên em sẽ lên đó là mẫu nghệ đắc nha anh chị. Mẫu nghệ đắc này sẽ có màu tím của cái hoa màu hồng, và xung quanh của hoa bên thân là những cái hoa màu tím như vậy. Và cái bông này á là thời gian nở là tầm khoảng là 2 tháng mới tàn nha cả nhà. Và một cái chậu này á em giao lưu với cả nhà giá là 90k. Đây, chiều cao của bạn này tầm khoảng là 60 đến 70 cm ạ. Rồi, em sẽ lên mẫu số 2 cho cả nhà xem nha. Mẫu thứ hai đó là bạn bướm đêm. Bướm xuân. Bạn này là bạn bướm xuân, là những cái lá của bạn này sẽ thành giống như những cái con bướm á mọi người. Những cái nàng bướm nha, và nó sẽ luồn theo theo gió nha cả nhà. Đây, nó sẽ bay theo gió nha, và bông của bạn này sẽ có màu trắng. Đây. Đó, à, cái chậu. Lá nó già nó vàng. Dạ đúng rồi, lá mà vàng giống như bạn xuân đó. Mùa xuân á cả nhà. Bạn này em giao lưu cả nhà là 65 cành ạ. À. Rồi. Đây là mẫu chuối két cẩm thạch ạ. À. Mẫu chuối két cẩm thạch là chiều cao tầm khoảng 50 đến 60 cm ạ. À. Mẫu này một chậu đó là có tầm khoảng là 5 đến 6 bạn nha. Và cái bông sẽ có màu đỏ và màu vàng vậy. Chậu chậu này thì em giao lưu với cả nhà là 100k nha cả nhà. Hình thức ship sao luôn cơ? Dạ, hình thức ship bên vườn nhà em đó là mọi người mua 300k là bên em đã bao gồm phí ship cho cả nhà rồi ạ. À. Dạ rồi. Mẫu số 2 em lên cho cả nhà đó là mẫu phát tài nha cả nhà. Số phát 3. Tài. Bạn số 3 này thì sẽ là bạn phát tài, được gọi là bạn kim tiền nha cả nhà. À, bạn này bạn số 4, em lộn nha cả nhà. Bạn này thì có giá là 75k nha cả nhà. Đây, bạn kim tiền này á là rất là nhiều con cả nhà. Mùa mưa này nè mà cả nhà đem này là gì mà trồng hay là mau phát lắm luôn á. Đây. Đây 75k nha cả nhà. Rồi, em xuống mẫu này nha. Và em lên đó là bạn là Đại Phú Gia. Đại Phú Gia này là chiều cao tầm khoảng là 90 cm nha cả nhà. Chậu rất là bự, thân rất là to và lá rất là dài luôn nha. Mẫu chậu này em giao lưu với cả nhà là 100k nha cả nhà. Đây ạ. Đại Phú Gia thì anh chị có thể mua về mình trồng trước nhà nè, hoặc là làm trang trí những cái sân vườn và những cái phòng khách đều được nha cả nhà. Rồi, em lên cả nhà đó là mã số 6 nha. Mã số 6 này em giao lưu với cả nhà đó là mẫu tắc ngọt. Thì cái vị của trái tắc này nó sẽ ngọt nha cả nhà. Trái quá trời trái luôn. Đây, mẫu trái đây. Và cái chậu em ship cả nhà là chậu như hình như này luôn. Bạn này có chiều cao là tầm khoảng là 35 đến 40 cm. Bạn này thì em giao lưu với cả nhà là 100k nha. Đó, cả nhà mua đơn từ 300k thì bên em Quyền đã bao gồm phí ship cho cả nhà nha. Rồi, mẫu số số 6, tiếp theo số 7. Số 7, mẫu số 7 em giao lưu với cả nhà đó là bạn là chuỗi nha cả nhà. Bạn chuỗi này là bạn chuỗi siêu hoa, chiều cao của bạn này từ 60 đến 70 cm. Cái màu rất là đẹp nha, màu của này là màu tím nhung nha cả nhà. Bạn này em giao lưu với cả nhà đó là 65k nha. Đây ạ. À. Siêu đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, bạn thứ hai em giao lưu với cả nhà của bạn thứ 8. Em giao lưu với cả nhà đó là bạn ổi nữ hoàng nha. Bạn ổi nữ hoàng này bên em á chiết từ cái cây mà cây mẹ cả nhà, và cái cây mẹ rất là khỏe nên những cái cây chiết ra nó sẽ có bông sẵn và trái đây là như này đây, và bông và trái là rất là nhiều cả nhà. Đó, bạn này em giao lưu với cả nhà là 50k nha. Đây, 50k cho bạn này nha cả nhà. Rồi, mã số 9 em giao lưu với cả nhà là trang đài nha. Đây, trang đài nhà em rất là nhiều hoa. Bạn này cao tầm khoảng là 30 đến 35 cm. Bạn này em giao lưu với cả nhà là 65 cành. Bạn này á bên em có thể là anh chị có thể là cho leo vàng nè, hoặc là trồng vô chậu để trước nhà rất là xinh nha. Anh chị nào mạng quả mua mẫu này là rất là đẹp luôn ạ. Hoa đỏ. Dạ. Mẫu số 10 là mẫu dạ hương thảo, dạ hương thái nha. Bạn ở vải lộn bạch thiên hương nha cả nhà. Bạn bạch thiên hương này có giá là 65k.
Bông thì một chậu này sẽ có từ 3 đến 4 bông và rất là nhiều nha. Là mọc bông nè, bông nở ra rất là thơm. Và cái bông này nó thơm thoang thoảng, mùi thơm rất là thoang thoảng cả nhà. Anh chị nào mua về mà dạng như để ngoài sân á là mùi hương nó thoang thoảng rất là thơm luôn. Đó, mẫu này em giao lưu với cả nhà là 65k nha cả nhà. Mẫu số 11 là bạn chắc bắt dịp này, bạn chắc bắt dịp này thì chiều cao của bạn này từ 30 đến 35 cm. Bạn chắc bắt dịp này em giao lưu với cả nhà là 75k nha cả nhà. Bạn chắc bắt dịp này anh chị mua về có thể là mình làm thuốc nè, và có thể là lấy cái lá này mình nấu nước mình gội đầu rất là đẹp tóc nè. Đây, bạn chắc bắt dịp này em giao lưu là 75k. Rồi. Mẫu số 12 là mẫu sát pháo. Bạn này thì anh chị có thể là về mình trồng ban công nè. Cái màu bông nó màu đỏ, kiểu màu đỏ giống như sát pháo nha, và nó sẽ suông dài xuống nha cả nhà. Đó. Bạn này anh chị trồng vô chậu cũng được và trồng ban công cũng được nha. Bạn này thì em giao lưu với cả nhà với giá là 55k nha. Bạn này số 13, bạn này là bạn nghệ nha cả nhà. Bạn nghệ vàng nha. Nghệ tây vàng nha. Đây. Bạn này rất là đẹp nha cả nhà. Cái màu rất là đẹp luôn. Cái mùa này đó là mùa của bạn đó. Và một cái chậu này sẽ tầm khoảng là 4 đến 5 thân. Đây, đây là một cây mẹ và những xung quanh đó là cây con ha. 4 đến 5 xăng. Thì mùa này anh chị mua này về là trồng là rất là đẹp luôn. Bông này có thể là anh chị trưng cũng được luôn. Cái chậu này thì em giao lưu với cả nhà thì 65 cành. Thì em có chậu màu này với chậu màu hồng để em lên, để em một hồi lên thêm cái chậu màu hồng nữa cho cả nhà xem nha. Và bạn thứ 14 là bạn Quyền Chăn Công Chúa. Thì Quyền Chăn Công Chúa này cái bông nó sẽ dài xuống như này và dài thêm nữa mọi người, và chứng giữa những cái lá mà những cái cánh hoa xanh thì xen kẽ thêm là những cái cánh hoa màu vàng nữa, những cái hoa màu vàng nữa. Thì bạn này em giao lưu với cả nhà là 90k nha. Bạn này chiều cao của bạn này là từ 60 đến 65 cm nha cả nhà. Rồi, mã số 15 đó là một bạn nghệ tây màu hồng. Đây, cái màu hồng siêu xinh luôn. Và những cái bông của bạn này là rất nhiều nụ nha. Đây, một cái bông là rất là nhiều nụ nha cả nhà. Sẽ mọc từng chùm đi lên thẳng luôn. Một chậu này thì có 3-4 con, 3-4 bẹ cây con đó cả nhà. Bạn này thì em cũng giao lưu với cả nhà là 65k nha. Rồi, mã 16, đây là bạn phát tài sọc vàng nha cả nhà. Bạn phát tài sọc vàng này á, anh chị mua về có thể là mình lấy lá mình trang trí vào những cái bó hoa nè, những cái giỏ hoa, hoặc là trồng xung quanh nhà để cắm hoa đều được nha. Bạn phát tài này em sẽ giao lưu với cả nhà là 65k nha. Chiều cao của bạn này từ tầm khoảng 30 đến 35 cm nha cả nhà. Đây ạ. Bạn số 17, đây là bạn Nguyệt Quế Thái siêu bông. Những cái búp nụ bông hiện tại bây giờ rất là nhiều nha cả nhà. Đây, bạn này là có bông bông. Và bạn này cái mùi hương rất là nhẹ nhàng lắm. Và cái độ lập bông rất là nhiều so với bạn Nguyệt Quế hồi xưa nha cả nhà. Bạn này thì em cũng giao lưu cả nhà là 65k. Bạn này cao tầm khoảng là 25 đến 30 cm ạ. Mã 17, mã 17 của em giao lưu với cả nhà đó là một bạn quyết long đỏ. Bạn quyết long đỏ này là chiều cao tầm khoảng là 45 đến 50 cm. Quyết long đỏ này là có một cái lá thì màu kiểu như là màu đỏ đậm cả nhà, và cái hoa của bạn này thì màu đỏ như cả nhà. Đây ạ. Bạn này thì những cái búp nụ này đang còn rất là nhiều nha. Độ lập bông thì rất là liên tục. Bạn này thì em giao lưu với cả nhà là 120k nha cả nhà. 120k. Mà đơn từ 300k thì em Quyền đã bao ship cả nhà rồi nha. Và em có kèm theo là phân nè, thuốc dưỡng rễ cho cả nhà nữa. Nên cả nhà yên tâm về vấn đề mà cây nha cả nhà. Đây ạ. À. Đây, và em giao lưu với cả nhà tiếp theo đó là bạn cốc. Cốc này là cốc Thái. Và độ lập trái lập hoa rất là liên tục nha cả nhà. Ăn hoài luôn, xuyên suốt luôn. Và mình không sợ là hết trái luôn nha cả nhà. Đây, và em những cây em ship cho cả nhà thì em đều có những cái trái nhỏ nhỏ nha cả nhà. Đây, bạn này thì em giao lưu với cả nhà là 90k nha cả nhà. 90k một bạn này nha. Chiều cao của bạn này là từ 60 đến 70 cm nha cả nhà. 90k một bạn này nha. Quá nhiều trái luôn á cả nhà. Rồi, bạn thứ
19 thì em giao lưu với cả nhà, đó là bạn chuỗi trắng nha. Bạn chuỗi trắng này rất là siêu bông luôn. Và bạn này cao tầm khoảng là 40 đến 50 xăng nha. Bạn này thì em cũng giao lưu với cả nhà, đó là 65k nha. Đây, bông nhỏ và rất là nhiều màu á. À, trồng cái này bạn này, anh chị mà trồng cọc hàng rào hay làm hàng rào là rất là đẹp luôn ạ. Rồi, bạn này là bạn số 20 ạ. Bạn này là bạn bụp cẩm thạch. À, rất là nhiều anh chị đã theo dõi và ủng hộ em cái bạn bụp cẩm thạch này. Cái bạn bụp cẩm thạch này là có bông màu đỏ và những cái tán lá của bạn này sẽ đó là màu trắng pha lẫn với màu đỏ và màu xanh. Đó, rất là đẹp luôn. Chậu này thì em giao lưu với cả nhà đó là 65k nha cả nhà. Chiều cao từ 50 đến 55 xăng ạ. Đây. Rất là nhiều nụ luôn. Và mỗi cây em giao lưu với cả nhà và em gỡ cả nhà đi á, là đều là có những cái nụ này hết luôn nha cả nhà. Nên cả nhà yên tâm về là cây không ra hoa nha. 21 em giao lưu với cả nhà một chậu mai chỉ thiên. Đây, chậu mai chỉ thiên này rất là nhiều nụ luôn. Và cái bông sẽ là màu trắng. Và chiều cao của chậu này là tầm khoảng là 30 đến 35 xăng. Bạn này có giá là 65k nha cả nhà. Bạn này là bạn trang thái đỏ nha cả nhà. Trang thái lá kim. Trang kim. Dạ, trang kim. Bạn này là rất là siêu bông luôn ạ. Và cái bông của bạn này là nhỏ và nó sẽ nhọn nha cả nhà. Bông nhỏ và nhọn nha, rất là siêu bông. Bạn này chiều cao tầm khoảng là 30 đến 35 xăng. Bạn này em giao lưu với cả nhà là 60k. Và tiếp theo đây, em Quyền sẽ lên những cái mẫu hoa giấy bên vườn nhà em. Mà anh chị cùng em xem tiếp những mẫu hoa giấy nhà em nha. Đây là bạn mã số 1, bạn ghép pizza nhà em. Bạn này sẽ có hoành eo là 13 xăng và chiều cao của cây là 75 xăng và tán là 29 xăng. Bạn này em giao lưu với cả nhà đó là 300 em bao ship ạ. Về vấn đề về hàng bông giấy thì em sẽ bao ship với cả nhà. Nếu mà cả nhà mua một cây bông giấy và một thêm một cái bạn kiện lá nữa thì em cũng phi ship cả nhà luôn nha. Đó, đây cái tàn của bạn này đây rất là đẹp. Ghép pizza thuộc cái dạng bông là màu đỏ nha cả nhà. Và độ lập hoa rất là liên tục nên cả nhà yên tâm về vấn đề là hoa của cái bạn hoa giấy này luôn nha cả nhà. Rồi, em quay sơ một vòng cho anh chị xem nha. Đây. 300k cho bạn này nha cả nhà. Rồi. Mã số 2, đó là bạn nhiều màu. À, mã số 2 này em rất là nhiều màu luôn nha cả nhà. Mã số 2 này là 4 màu và hoành eo của cây đó là 19 xăng. Hoành chiều cao của đế là 24 xăng và chiều cao của cây là 75 xăng. À, chiều cao của tán, chiều dài của tán là 50 xăng. Bạn này có 4 màu gồm 5 màu. Bạn này có 5 màu cả nhà. Gồm đó là một mã lai hồng, mã lai trắng, hồng găng và bạn đỏ lửa, cộng thêm nữa đó là bạn tím phát nằm bên đây nha cả nhà. Đây, bông lên rất là nhiều nha. Bạn này thì em giao lưu với cả nhà là 350. Thì bạn này á anh chị về chịu khó thay qua cái chậu giùm em nha. Cái đế rất là đẹp nha cả nhà. Đây, em quay xung quanh cái đế cho cả nhà xem. Bạn này rất là bự và kiểu như bạn này đứng ngồi giống như là một con thú cả nhà. Một thú nha, hình giống như hình thú nha cả nhà. Đây là rất là đẹp luôn nha. Đó, bạn này em giao lưu với cả nhà là 350k em bao ship nha. Rồi, em xuống mã này nha cả nhà. Em lên mã tiếp theo cho cả nhà. Đó là bạn tím pháp cộng với tím bóm nha. Bạn này tím pháp cộng với tím bóm nha. Bạn này thì chiều cao của bạn này là 90 xăng. Hoành eo của bạn này là 12 xăng. Chiều cao của đế là 26 xăng. Và chiều cao của tán, chiều dài của tán là 90 xăng. Đây. Hai loại hoa. Đúng rồi, bạn này thì có hai loại hoa, đó là một bạn tím pháp và đang hiện tại cả nhà xem đó là bên em là đang búp nụ hết luôn rồi cả nhà, tàn rất là đầy luôn nha. Và cái bạn tím bóm á, thì nằm ở phía bên đây, ở tàn dưới thì bên em đã ghép tím bóm nằm bên đây, tàn trên thì là tím pháp ạ. Rất là siêu hoa và tàn rất là dày luôn nha cả nhà. Đây, bạn này thì em giao lưu với cả nhà là 350k em bao ship ạ. Và tiếp theo đó là mã số 4 ạ. Mã số 4 thì em giao lưu với cả nhà đó 320. 320 cho bạn này. Bạn này sẽ gồm đó là 3 màu nha cả nhà.
gồm nó là một màu, ghép pizza là một nè, trắng tiết là hai nè, hồng tiết là ba. Bạn này là ba màu nha cả nhà. Bạn này em giao lưu với cả nhà là 320, vành eo là 15 xăng, chiều cao của đế là 28 xăng, chiều cao của cây là 70 xăng. Đó, bạn này rất là đẹp luôn. Đó, em sẽ quay tặng cảnh, quay sơ xung quanh cho cả nhà xem tặng cảnh nè. Rồi em xuống bạn này nha cả nhà, bạn mã số 5 là bạn này. Đây, mã số 5 em giao lưu cả nhà 180 nha. Bạn này sẽ có là ba màu nha cả nhà, gồm một bạc ghép pizza nè, tím tiết nè. Bạn này là bạn tím pháp. Bạn này là bạn tím pháp nha cả nhà. Đây à, bạn này là ba màu nha cả nhà. 180 cho bạn này bao ship nè. Mini. Bạn này thì cao tầm khoảng là 50 xăng cả nhà. Dạ rồi. Em lên đó là bạn mã số 6. Bạn mã 66 này em giao lưu cả nhà là 320 em bao ship. Bạn này thì sẽ có là ba màu chủ đạo, và ba màu này cũng là thuộc diện như siêu hoa, gồm một bạn đó là bạn trắng tiết, bạn ghép pizza, bạn tím siêu bông. Đó. Và quanh eo của bạn này là 14, chiều cao của đế là 25, chiều cao của cây là 75 xăng, chiều tán ngang của tàn là 45 xăng ạ. Bạn này em giao lưu với cả nhà là 320 em bao ship, và bên em có kèm theo là thuốc dưỡng rễ và phân bón cho cả nhà, và bảo hành cho cả nhà 30 ngày kể từ ngày anh chị nhận hàng nha, nên anh chị hãy yên tâm. Đó. Rồi mã số 7. Tiếp theo đó là mã số 7 nhà em, đó là một bạn là tím siêu bông, tím tiết, ghép pizza và hồng găng. Bạn này thì có 4 màu nha cả nhà, 4 màu ạ. Đây, bạn này thì quanh đế là 13 xăng, chiều cao của đế là 20 xăng, và chiều cao của cây là 70 xăng ạ. Tán ngang là tầm khoảng là 50 xăng. Đó, bạn này em giao lưu với cả nhà là 300 em bao ship ạ. Bạn này em giao lưu với cả nhà là 300 bao ship nha. Đế rất đẹp và bông rất là nhiều nha cả nhà. Đây, cái dàn bông em quay dàn bông cho cả nhà xem. Và đây cận cảnh cái bạn đế đây. Bạn đế đây. 4 màu ạ. 300 nha cả nhà. Rồi em xuống mã số 10. Em sẽ lên tiếp theo đó là mã số 8 nha cả nhà. Đây là mã số 8 nha cả nhà. Mã số 8, đây là bạn Ajuna ở nhà em. Bạn Ajuna này sẽ có cái bông đó là đổi màu cả nhà, rất là đẹp luôn. Lúc nhỏ sẽ có màu cam nè, lớn lên một tí thì có đốm màu hồng hồng, còn lớn hơn một tí nữa thì cái màu đậm đậm hơn, pha với chút màu trắng vậy. À, và bạn này em thấy là lượng bông rất là siêu bông luôn cả nhà ơi. À, bạn này thì em giao lưu với cả nhà là 280 em bao ship. Quanh eo của bạn này là 12 xăng nè, và chiều cao của bạn này là 70 xăng, chiều dài của tán là 45 xăng cả nhà. Đây, bạn này em giao lưu với cả nhà là 280 em bao ship nha. Rồi, bạn số 9. Số 9 này thì ôi, cái đế là rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Ở đế sắn rất là đẹp luôn. Bạn này thì em giao lưu với cả nhà là giá cũng rẻ thôi, cũng mềm thôi. Đó là 250k em bao ship nha. Bạn này thì á, cái hoành eo là 11 xăng nè, chiều cao của đế là 14 xăng, chiều cao của cây là 65 xăng, và tán ngang là 40 xăng ạ. Đây, và đây cẩm thạch tím này á, thì cái lượng hoa rất là siêu xinh luôn, và nhiều bông, bông này rất là nhiều. Và cái cây này hiện tại bây giờ bo này anh chị cũng lấy về mình cũng có ghép, thể ghép được không ạ. Và tiếp theo nữa thì em lên một mẫu cây cuối cùng cho anh chị xem, đó là một bộ cây đó là đỏ lửa nhà em. Đỏ lửa này thì em cũng sale cho anh chị, sale rẻ anh chị ha. Đó, là bạn này em giao lưu với anh chị giá là 250 nha, 250. Quanh eo là 13 xăng, chiều cao của đế là 26 xăng, chiều cao của cây là 45 xăng, và tán ngang là chiều cao của cây là 75 xăng, còn tán ngang là 45 xăng. Bạn này thì em giao lưu với cả nhà là 250k em bao ship ạ. Cái tán cái bông là hiện tại bây giờ là nó rất rất nhiều cả nhà, đang còn bức nụ rất là nhiều luôn. Đó. Và đây là cũng là mẫu cây cuối cùng của bên nhà em. Em chúc anh chị xem hết clip em được vui vẻ, và em cũng cảm ơn anh Liêm đã vào vườn em đã quay
cho em ạ. Rồi em chào anh ạ. Anh cảm ơn Ngọc Huyền. Dạ. Cảm ơn bà con mình. Hy vọng bà con mình hợp nhãn với chú ủng hộ nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp ạ.